Chương trình Quê Nhà Quê Người với nhà văn Huy Phương xoay quanh những câu chuyện đời thường do Ngọc Lan phụ trách. Kính chào quý khán giả Người Việt TV. Xin kính chào chú Huy Phương. Chào Ngọc Lan và chào quý vị đang theo dõi chương trình Người Việt TV. Hôm nay chúng ta nói tới một cái mark deposit hay là nói theo tên trademark, tức là made in đó. Thì chúng ta đi chợ đi bố thấy bây giờ đó uh, made in Switzerland, made in, made in China. Uh, Indiana, made in China, Thì cũng có made in Việt Nam nhưng mà theo theo Ngọc Lan cái gì nó tiêu biểu cho nghề là made in Việt Nam thì phải có cái gì rất là đặc biệt để mình có thể phân biệt với đại Hàng về Nhật dù Nhật thì có Toyota chẳng hạn thì Việt Nam có cái theo Ngọc Lan có cái gì để mình có thể hát diện vì là cái đó là cái sản phẩm made in xứ tôi à, câu hỏi này á thấy nghe nghe thì tưởng dễ nhưng mà Ngọc Lan nghĩ ừ. à, để có một cái gì đó nó tiêu biểu sản phẩm là made in Việt Nam mà có thể là đóng bao bì được á, thì không không thể là phở <laughs> uh, tôm khô cơm cháy uh, những cái món ăn dân dã mấy yên Việt Nam nhưng cái đó không phải là sản phẩm mà quốc tế cần biết thưa quý vị thế này ông Tom Cannon là một chương trừ giáo sư xuất sắc ở chuyên ngành phát triển chiến lược của trường đại học Liverpool Anh Quốc và ông ta là đã coi như cố vấn uh, cho hơn 20 cái uh, cái cái tập đoàn xuyên quốc gia thì trong lần viếng thăm Việt Nam vào tháng 8 mà 95 thì ông có tiếp xúc với VN Express là cơ quan thông đó thì ông nói thế này Nhật Bản có Panasonic hay Sony ừ. có bán nè năm hàng nổi tiếng là Digu hay Samsung nhưng nói đến Việt Nam người ta không thấy hay không nhớ ra bất cứ thương hiệu nào thì Đà. cái đó Ngọc Lan có đồng ý không? Đồng ý tại vì rất là là khó ngay cả uh, mình muốn muốn làm một cái gì giới thiệu với lại những cái bạn bè không phải người Việt của mình một cái gì đó nó tiêu biểu make in Việt Nam hình như suy nghĩ hoài nó như nãy chú Huy Phương nói chỉ có vậy thôi như vậy thì người ta tính dự ăn sội thôi tức là bắt chước copy ăn và trong đó không có sáng Đúng. tạo ra không có tìm cách à, vừa rồi thì Việt Nam có những người làm trực thăng uh, làm bằng phương tiện xô thơ trực thăng hoặc là xe hơi gì đó hai chỗ ngồi nhưng mà cái đó chưa chưa thấy là đăng ký và chưa thấy là nó nó thành là một cái sản phẩm của Việt Nam thì người Việt Nam không có tiếng bộ văn minh như Đại Hàng, Nam Hàng nói đúng hơn Nhật Bản như sản xuất TV, điện thoại hoặc là phone cầm tay thế nhưng mà Việt Nam chỉ làm được cái lạc vặt như là nước mắm tôm khô bánh tráng để xuất khẩu tới California và như là Ngọc Lan vừa nói thì trong đó ví dụ món cơm cháy mà theo người ta nói thì họ đi họ thu mua những cái cơm dư cái nhà hàng đó ừ. về rồi đại rồi sấy rồi bỏ hóa chất cho trắng ra rồi thêm nước mắm nước muối rồi rồi chiên lên rồi đóng cục rồi vô bao bì bán qua xuất khẩu qua California nhưng mà tôi thấy quý vị quý bà cũng thích mua ăn món cơm cháy này thì tôi không biết là thì tất cái ở Việt Nam á nó nó chỉ có tính cách cục bộ nó lệ tệ thôi nó không có những cái thương hiệu lớn để chúng ta à, có thể khâm phục vì nói tới cái món đó thì người ta nghĩ tới việt nam nhưng bây giờ tôi cho ta là quý vị phải nghĩ tới nhật Mitsubishi ừ. nghĩ tới mà và samsung phải nghĩ tới đại an bắt buộc ừ. thì ở nước khác campuchia thái lan tôi không biết món gì nhưng mà như thái lan có thể sản xuất được cái nụ cười là người ta nói country of smile là khi mình đi thái lan tất cả những người hầu bàn những cái cô tiếp viên những người bán hàng họ đều nở nụ cười rất là thân thiện thì cái đó cái sắc thái của thái lan còn việt nam theo ngọc lan thì main việt nam là cái gì ừ. suy nghĩ nãy giờ cũng hơi buồn lòng chút nó nghĩ 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 chưa có ra à, ha. nước của mình mà hỏi một cái gì đó nó thật là đặc trưng made in việt nam mà mình cứ phải suy nghĩ coi nó là cái gì ngoài những cái những cái đồ trong lĩnh vực thực phẩm hàng ngày thôi còn lại nó lớn lao hơn thì lại không thấy bây giờ tôi nói quý vị thế này quý trong thế giới và từ xưa tới nay có bao giờ quý vị đi nước nào có thể tờ giấy 30 chục đồng không đó việt là nam. việt nam <laughs> đó là sản phẩm của ông tố hữu ừ. ông thino tố hữu mà khi ông được làm phó thủ tướng đặc trách về về thương mại trách về kinh tế đó mà ông dám làm một tờ bạc ba chục đồng thì cái ông này hồi đi học tự học nó biết là mình tính thập phân cứ 10, 10, 100, 1 000 là cái nhân 10 lên 1 triệu Hay là ví dụ như là 10 cm, 10 mm thì 1 cm 10 cm thì 1 dm 10 dm thì là 1 m Thì là kilo, kg hay là km cũng vậy Thì chứ 10, 10, bây giờ quý vị nói Bây giờ quý vị tôi cần 1 000 đồng Thì ông tôi Hữu ông phải bỏ uh, 3 sấp là 900 đồng phải bỏ thêm một sớp lệ mới đủ mới đủ một ngàn đồng có bán đó vì ông ông là người sáng kiến ra làm cái đồng ba chục đồng thì ông nghĩ như vậy lo cái sáng kiến tuyệt vời ông mà quý vị có thấy ai mà tề đến nỗi không biết cái, cái tính tính thập phân không cái thập phân nó rất dễ dàng cứ một mười một trăm một ngàn một tỷ mà bây giờ ở Việt Nam là có cái, cái tờ ba chục thì ví dụ quý vị đi lạnh ngân hàng mà lạnh lạnh một ngàn đồng hay mười ngàn đồng thì quý vị nghĩ sao cho nên đó những cái đặc điểm một cách phải nói một cách rất là ngu dốt của các ông tố hữu uh, là người làm thơ bây giờ vậy là chú nhớ đến tờ ba chục chú nhớ đến tố hữu ví dụ như bây giờ có cái nước nào mà có cái 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 bê tông mà cốt tre không có ở đâu việt nam thì mấy việt nam xi măng cốt tre cái này là báo chí ở bên đó chụp ừ. lên rồi cho chúng tôi không phải là là bài đặt ra thế thì bây giờ theo cái tờ báo kinh tế uh, và hội phụ nữ việt nam tổ chức ngày 18 tháng 6 2006 thì cái này là thật nha, chúng tôi có chứng từ đàng hoàng chẳng phải là đã đề cập đến việc cần xây dựng một thương hiệu cho phụ nữ Việt Nam. Đó, bà này bà nói như vậy. Nghĩa là một thứ mark deposit hay tiếng Pháp là trademark trong tiếng Anh gọi là món hàng Việt Nam bán ra phía trường. Nhưng mà sao là bà phải dùng cái chữ thương hiệu cho phụ nữ, bà phụ nữ bán ra thế giới à? Nhưng mà quý vị, cái này là là điều cái bà nói đúng. Thì bây giờ tìm cái thương hiệu cho phụ nữ Việt Nam thì quý vị dùng cái gì? hình ảnh bà Âu Cơ, à, bà Tiên Dung, công chúa Huyền Trân hay là bà Võ Thị Sáu, cô gái Phát Trong hay là bà mẹ Băng Cơ để làm cái tiêu biểu thì nói một cách đau đớn là bà này bà đòi họ tìm cái thương hiệu phụ nữ Nam, mà tôi không biết bà tìm cái thương hiệu để làm gì vì sự thật bây giờ là phụ nữ Việt Nam là một món hàng mê nữ Việt Nam đã xuất cạn từ lâu nay không phải những năm gần đây mà suốt sau khi cộng sản chiếm miền Nam thì sau đó 10 năm là phụ nữ Việt Nam được coi như món hàng để xuất cạn sang các nước để làm gì thì quý vị đã biết rồi. thì đối với tính cách của người phụ nữ thì Ngọc Lan có thấy vấn đề này là vấn đề sĩ nhục cho phụ nữ Việt Nam không? À, cái phong trào mà um, đưa phụ nữ ra nước ngoài lấy chồng đó À, đầu tiên á, lúc Ngọc Lan còn ở trong nước á, đó là bắt đầu là nghe là lấy chồng Đài Loan lấy chồng Đài Loan Thật sự cái thời gian đầu á, khi nghe như vậy những người mà mà được chọn á, họ cảm thấy họ rất là hãnh diện hãnh diện là bởi vì cái cuộc đời họ thay đổi nhưng mà sau đó mình nhìn lại nó là một nó giống như một cái thị trường bu bán và đây là buôn bán người Thật tình thì Ngọc Lan mới lớn như sau này nhưng mà ừ. suốt đời tôi bây giờ cũng về già rồi tôi chưa sống một giới thời pháp thuộc rồi tới Nhật, rồi tới Việt Nam, hai thể chế Việt Nam Cộng Hòa. Tôi chưa thích lúc nào mà phải đàn bà phải mang cái thân ra mà đi làm gái mà dâm đến khắp thế giới ngày hôm nay. Cái điều rất, rất là đau đớn. À, theo nguồn tin báo chí Việt Nam thì Cù Lao Tân Lộc nằm giữa sông Hầu và hội thuốc nốt thành phố Cần Thơ đó. Thì lâu nay đã có một tên khỏi khác là Cù Lao Đài Loan. Nghĩa là trên đó tổng số dân giữa 33.000 thôi mà đã có 1 nghìn rưỡi cô gái đi qua Đài Loan để chồng. Mà con số này là con số cách đây 10 năm. Thì 10 năm với những tiến bộ, với những cái phong trào nó đang nợ rồ và nó phát triển như vậy. Thì đến hôm nay cái cụ lao Tân Lộc, cái cụ lao Đài Loan này không biết có bao nhiêu người đi làm vợ Đài Loan. Thì thưa quý vị cái này đâu có đáng hạnh diện không? Mà bây giờ người ta nói đàn bà là ta phải nói đàn bà mây ở Việt Nam. Thì bây giờ ở, ở Singapore cũng có những cái người con gái đứng trong lòng kính hay là Ghana, có những người làm mái giấm. Cái đó là cái đau đớn chúng ta. Thì hồi Phụ nữ tỉnh Cần Thơ kết toán chỉ đầu năm 95 tới 2003 thôi, đã có 9 người phụ nữ ghi tên kết hôn. 9 nước 9 ngàn, xin lỗi. Ra nước ngoài, trong đó có 6 người sang Đài Loan. 6 000 6 000 ra Đài Loan. Và nghĩa là được nhà nước đưa đi xuất ngoại. Nếu không có bàn tay của nhà nước, thì một người làm sao có thể có passport để lên máy bay để đi ra ngoài? Với ừ. lý do gì? thì cái ông Go Wei Chu là đại diện Đài Loan Hà Nội đó, nhiên là đại diện về ngoại giao đã xác nhận trong 10 năm trở lại đây có 100.000 cô gái Việt được gạ hay bán sang nước ông. Và theo con số do Hiệp hội Liên hội Phụ nữ đưa ra khoảng thời gian này đã có chừng 28.000 cô đi Đài Loan, cô đi Nam a Thì con cái giá xuất khẩu bây giờ đó Việt Nam, Mỹ, Việt Nam là 6.000 đồng cho một cô gái. Bảo đảm là cô gái này còn trinh nếu không trinh thì trả tiền lại người chưa vợ chết vợ tật nguyện đều có thể lấy vợ Việt Nam với giá rất là rẻ là 6 ngàn thế thì 6 ngàn này không phải người con gái với cái thân phận lưu lạc như vậy mini Việt Nam lạnh hết mà nó qua bao nhiêu cái dịch vụ như là công án, tiền xã ấp tiền huy hồng ma cô giấy chứng nhận của chính quyền về sức khỏe địa phương học tiền học ngoại ngữ tiền khám sức khỏe phí tổn đóng cưới tiền di chuyển cho nên cái người đàn bà mà lấy chồng Đài Loan Đài Hàn đó Trung Cộng đó thì có làm suốt đời cũng đủ tiền để trả nợ và cũng đủ tiền để nuôi cha mẹ thì tôi cho là cái hình ảnh cái sản phẩm Mỹ Việt Nam mà người ta biết thế giới biết tới nhiều nhất là phụ nữ nói ra cái điều này cũng là điều đau đớn từ đó dân tộc của tôi chứ phải dân tộc một người nào khác đâu mà con em chị em chúng tôi phải lâm cái cạnh đó và người ta biến đến mỹ Việt Nam như thế nào biết đến Việt Nam qua người đàn bà được rao bán khắp nơi trên thế giới nói ra điều này làm cái điều là chúng ta cũng cũng không có vui vẻ gì dạ yeah. không không thể nào vui vẻ hay là cảm thấy dễ chịu thoải mái khi mà một người phụ nữ lại được định giá giống như một món hàng không hơn không kém cũng được giao với cái đặc điểm này thế kia và trị giá là bao nhiêu rồi chúng ta đọc báo cũng thấy nhiều những người con gái từ ở các miền quê phải lên rồi đứng trong ví dụ như cả trăm cô như vậy rồi đến bắt đầu lựa y như lựa hàng không khác gì hết thì nói đó lựa là... hàng thì nói lựa hàng thì cũng hơi nhẹ nhàng như là những cái khu chợ bán gia súc ở Trung Đông hay là thời Trung cổ thì quý vị thấy cái đó nghe nghe nặng nề quá chú à các nhóm hoạt động về nữ quyền Malaysia đó, họ cũng biết vực họ thấy Việt Nam với Hồng Sam xấu hổ thì cái bà Maria Chin Adula đó thì đứng đầu một nhóm hoạt động phụ nữ họ nói thế này gần như chửi vào nhà mà cầm quyền hành vi này có thể xem là một hành thức nô lệ tình dục được tiến hành dưới khuôn khổ pháp lý giả tạo Tiếng là pháp lý giả tạo có nghĩa là làm hôn thú đó nhưng mà quý vị đừng có lát trách về ngay ông chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đó khi mà kêu gọi đầu tư Việt Nam ông có nói thông thêm câu là con gái Việt Nam đẹp lắm Thế thì tù trung lại trong cái bài bên Việt Nam này. Quý vị thấy gì? Ngoài những món lạc vặt như tôm khô, cơm cháy, à, trà đinh, trà trà xanh, những cái thứ mà quý vị thấy ngoài trời Việt Nam. Quý vị thấy đề minh Việt Nam, cái đó có hạnh diện quý vị không? Mà thế giới biết tới Việt Nam là Minh Việt Nam là đàn bà Minh Việt Nam. Cái đó là số một, không có nước nào qua mặt được. Thì nói cái này ra tôi là một người con, công dân Việt, con dân Việt Nam tôi về đây làm đau đớn nhưng mà hôm nay bàn tới cái miền Việt Nam Việt Nam là một cái xứ ăn sội không có đầu tư không có sáng kiến không có sáng tạo chỉ bắt trước và làm chạy theo cái đồng tiền trong một cái giai đoạn nào đó thôi cái câu hỏi mà chú Huy Phương đặt ra cho Ngọc Lan từ lúc đầu đó là Made in Việt Nam thì có lẽ từ giờ phút này mình phải suy nghĩ mà Ngọc Lan không nghĩ là một mình Ngọc Lan và tất cả chúng ta cũng đều suy nghĩ mình hãy làm một cái gì đó thật sự là made in Việt Nam để chúng ta tự hào chứ không phải là cái made in Việt Nam giống như là một cái ví dụ mà chú Huy Phương đã đưa ra thì cái điều đó rất là nhục nhã chứ không phải là nó, nó, nó hơn cả xấu hổ thì đó là điều mà tất cả những người nào có một cái tấm lòng đối với đất nước thì phải nghĩ đến chuyện đó làm cái gì để mà made in Việt Nam cho nó rạng rỡ hơn, nó tự hào hơn chứ không phải là như vậy À, xin cảm ơn quý vị đang theo dõi ở những chương trình này thì nhiều người như ông uh, Đan Trần ở uh, bên miền Đông ông đã gợi ý là ông nói rằng nói về nói về nói về chưa có đã. nói vậy còn về con dài quá nhưng mà thưa quý vị tôi nói như vậy tôi lấy làm đau lòng lắm rồi và có gì sơ sót mong quý vị bỏ lỗi. chứ còn nói nặng nề hơn thì có lẽ chúng tôi chưa nghĩ tới nhưng mà khán thính giả thì lại muốn và cho rằng nói như vậy còn nhẹ nhàng. xin cảm ơn quý vị xin cảm ơn chú huy phương xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị Việt cung cấp cho bạn tin tức về thế giới xung quanh. Phóng viên và thông tin viên người Việt khắp mọi nơi mang đến cho bạn tin tức mới nhất, chính xác nhất và cần thiết nhất. Tòa soạn người Việt, nơi quy tụ đội ngũ phóng viên đông đảo, yêu nghề theo sát tin tức, thu gọn thế giới và trao đến độc giả mỗi buổi sáng. Nhật báo người Việt và người Việt online là chiếc cầu nối giữa độc giả và giới doanh nghiệp. Số phát hành lớn nhất, quảng cáo hữu hiệu nhất, giao vật phong phú nhất. Người Việt nhu cầu tinh thần không thể thiếu. Mọi liên lạc xin gọi 714 892 9414 892 9414.